Kính thưa quý vị, sự cứng rắn của Thủ tướng Abe đem lại những hậu quả khác nhau cho các công ty Nhật Bản. Các nhà đầu tư, các nhà xuất khẩu và ngay cả những nhóm nhạc nữ, tất cả đều đang hát những lời khen ngợi các chính sách táo bạo của Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe. Nhưng không phải ai cũng hài lòng với phong cách mạnh mẽ của vị tân thủ tướng. Luôn điều chủ nghĩa dân tộc của ông Abe đã làm cho mối quan hệ với các nước láng giềng trở nên căng thẳng. Điều không may là các quốc gia này cũng là các đối tác thương mại quan trọng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản và Nam Hàn là quốc gia mua hàng của Nhật Bản nhiều thứ ba trên thế giới. Cả hai nước này chiếm hơn 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản. Hậu quả đã có thể nhìn thấy. Không lâu sau khi các thành viên của chính phủ Nhật Bản đến thăm một ngôi đền gây tranh cãi, tôn vinh quá khứ quân sự của Nhật Bản, Bắc Kinh đã hủy bỏ một cuộc họp hàng năm của các quan chức tài chính Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn được dự kiến trong tuần này. Ngoại trưởng Nam Hàn, ông Yoon Bun-si cũng đã hủy bỏ một chuyến đi đến Tokyo. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đang bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tờ báo Asahi Shimbun cảnh báo rằng một chính sách đối ngoại quyết đoán hơn có thể gây thiệt hại cho các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn. Và tờ báo cũng lưu ý rằng Hán Thành đã bắt đầu vượt qua Tokyo, tiến gần tới Bắc Kinh. Ngay cả tờ báo Nikkei cũng cho rằng Nhật Bản phải làm nhiều hơn để hợp tác với Nam Hàn, trong khi cựu đại sứ của Nhật Bản tại Bắc Kinh cho biết mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc không có dấu hiệu cải thiện. Những người hàng xóm bực tức cũng sẽ không dễ dàng để yên cho một đồng yen suy yếu. Đây là một sự trợ giúp lớn cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Tuy nhiên, các công ty vẫn còn thấy rất nhiều hứa hẹn trong chính sách thúc đẩy tăng trưởng của ông Abe. Nhưng hậu quả của sự tẩy chay hàng Nhật Bản của người tiêu dùng Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho đến nay, các công ty Nhật Bản có thể đã ca ngợi ông Abe, nhưng nếu căng thẳng ngoại giao bắt đầu ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ, thì mối tình của các công ty Nhật Bản với Abenomics sẽ sớm kết thúc.